Hello, hello. We are remodeling the office and is now open in the Northwest Houston area. Please come check us out at 3645 Cypress Creek Parkway. It is located in the Sun's Club 1960 Shopping Center. It is across from Walmart. Office is open 9:30 to 4:30 Monday to Saturday or by appointment. We would love to see you and help you with your Medicare Advantage, Medicare Supplement, or Obamacare needs. Tin vui, gia đình bé Ú này đã sửa xong lại văn phòng và hiện tại đang mở cửa trên vùng Northwest Houston, khu Suns Club 1960 và TC Chester. Văn phòng mở cửa 9 giờ rưỡi tới 4 giờ rưỡi thứ hai đến thứ bảy hoặc lấy hẹn. Xin mời quý vị đến văn phòng để được tư vấn miễn phí cho chương trình Medicare Advantage, Medicare Supplement hoặc Obamacare. Địa chỉ là 3645 Cypress Creek Parkway, 77068. Đặc biệt là Chủ nhật này 30 tây tháng 10 sẽ có xổ số bốc thăm cho những ai có mặt từ 2 giờ tới 3 giờ chiều. Xin mời quý vị ra chơi cho vui và thử vận may của mình ra sao nha. Hello, hello. Wow, mấy cô làm đây dễ thương quá à. Oh, sẵn sàng giúp đỡ luôn nè, chị Thu đây nè. Đây, đây, đây. Wow. Please join us this October 30th on a Sunday from 2 to 3 p.m. for a raffle. Hope to see you there.